thời gian mà Thanh Đồng coi bói cho quý vị cũng nhiều và cũng lâu đúng không? Hồi xưa mà Thanh Đồng không biết coi bói, quý vị có đáo tới đây để mà nghe pháp không? Không. Sao đáo lên nghe pháp vậy? Thầy coi trúng quá. Nó trời trời, sao mà coi hay dữ vậy ta? Đúng không đời ha? À, cái khoảng thời gian mà Thanh Đồng coi cho quý vị là cũng nhiều rồi. Tại vì sao? Hồi xưa đó mình mê chơi, mình ham chơi, mình mới cần kẹo dụ, mình mới chịu về nhà tu. Bây giờ mình chịu tu rồi, lấy kẹo ra dụ chi nữa, đúng không? Mà có nhiều người thắc mắc đó là đọc trong ý kinh thì đó là không có được bói toán, thì tại sao Thanh Đồng lại bói toán mà khuyên tụi con là đọc kinh tu hành? Là tại vì Thanh Đồng không coi làm sao mà dụ được cả mười mấy ngàn người, mà Thanh Đồng có cảm giác và Thanh Đồng cũng biết được là Thanh Đồng đã nhận đủ số lượng học sinh rồi. Cho nên ngày hôm nay là ngày mà Thanh Đồng xin phép nguyện, nguyện nhất cái nguyện trái hành đạo Bồ Tát và quay đáo trở lại nguyện phụng hạnh đạo Bồ Tát. Cho nên quý vị thông cảm với Thanh Đồng ha. Ai mà chưa được coi hữu duyên thì chắc là cái duyên. Đêm hôm nay Thanh Đồng sẽ coi bói cho quý vị tẩm tấn chân tình, coi cho ra chuyện ra lẽ những người hữu duyên. Rồi mai mốt sau này Thanh Đồng không coi nữa. Lý do Thanh Đồng chỉ muốn dạy cho quý vị sám hối, làm phước, giữ giới hạnh, thiền định. Và cái mà Thanh Đồng muốn dạy cho tất cả quý vị là có thể tự biết coi cho bản thân mình luôn. Tại vì nói trắng ra ngày xưa Thanh Đồng coi cho quý vị là muốn quý vị tin Thanh Đồng, tự nhiên đương ra mình thuyết pháp quá trời mà mình không có bản lĩnh, người ta tin mình không? Không. Cái đức mình với lại cái trọng lực của mình không bằng được một gốc nhỏ của Như Lai, cho nên mình không thể nào so với Như Lai được. Cho nên thời đoạn đó là Thanh Đồng đã bày ra một cái mâm đồ ăn, một cái mâm kẹo rất thịnh soạn. Con lại đây ăn nè, con ăn xong con nghe Thanh Đồng nói, con nghe lời Thanh Đồng. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Và Thanh Đồng cũng nghĩ là mình đã xem bói hữu duyên đủ số lượng người và bắt đầu Thanh Đồng quyết là truyền đạo tu hành, không có còn phải kêu con ơi con lạc giữa biển khổ rồi quay vào đây ăn kẹo đi. Nam mô Phật, quý vị thông cảm nha, hữu duyên. Nhưng mà yên tâm đi, lâu lâu mà có duyên á cũng lên hát một hai câu à, biết đâu nghe hát sướng tai rồi sao á. Hoặc là hữu duyên mà gặp trao đổi trực tiếp thì cũng con à, con nhìn thấy cái mặt con xanh là kim tinh đen tối sắp tới có nạn, ta đi phóng sanh tu phước làm phước nha. À, chắc cũng có một hai câu có chứ, xen vào chuyện phàm gian nhiều quá không có được đâu, khó đắc lắm.